Chào các bạn, đã rất lâu rồi chúng ta mới được gặp lại nhau trong G News. Hôm nay mình ngồi đây mình cũng vui lắm. Và chúng ta sẽ cùng điểm qua ngay những thông tin nổi bật có trong tuần vừa qua về những thông tin liên quan tới Intel và AMD để xem coi chúng có gì hay nhé. Xin mời. Atomic Heart tung trailer gameplay rồi tới siêu đẹp có cả cảnh nựng yêu nữ robot. MSI vẫn cố gắng níu kéo Afterburner dù chưa trả tiền cho nhà phát triển người Nga. AMD tuyên bố Ryzen 7000X 3D sẽ áp đảo Intel Raptor Lake, thậm chí răng đe luôn cả Core i9-13900KS. Modder biến siêu xe trong Assetto Corsa thành xe đẩy hàng. Quạt tay càng mạnh thì xe đi càng nhanh. Lỗ benchmark GPU laptop AMD RX 7700S còn yếu hơn cả Nvidia RTX 4050. Intel âm thầm tăng 10% giá bán của CPU Intel thế hệ 12 Alder Lake, khiến nó mắc hơn cả thế hệ 13 Raptor Lake. Được tài trợ bởi K-pop Goose Duck, phá vỡ kỷ lục người chơi của Among Us dù lấy cảm hứng từ chính tựa game này. Atomic Heart hé lộ sẽ đầu tư đậm về RTX và cũng như là sẽ hỗ trợ luôn cả công nghệ DLSS 3.0. Atomic Heart vừa mới tung ra một trailer được công chiếu trong sự kiện CES 2023 vừa qua. Nó cho thấy rằng game có đồ họa cực kỳ là bắt mắt nhờ công nghệ RTX với nhiều ánh sáng phản xạ lung linh. Ngoài ra, đoạn trailer còn cung cấp một loạt các pha hành động với tiết tấu nhanh, cho thấy game thủ vừa phải di chuyển liên tục, vừa phải bắn súng và dùng siêu năng lực từ cánh tay trái. Qua đó có thể thấy Atomic Heart không phải là một tựa game bắn súng FPS dễ chơi đâu nha. Bên cạnh đó, Nvidia cũng xác nhận lại rằng Atomic Heart sẽ hỗ trợ DLSS 3.0, mang đến trải nghiệm mượt mà nhất cho người chơi. Atomic Heart sẽ ra mắt trên PC, Xbox One, Xbox Series X, S, PS4 và PS5 ngày 21 tháng 2, 2023. Nhà phát triển Alexei Nikolaychuk nói rằng MSI Turbiner gần như là đã chết lâm sàng luôn rồi, nhưng mà MSI thì lại khẳng định là họ đang làm việc để khắc phục tất cả những lỗi này. MSI Afterburner là một phần mềm phổ biến giúp người dùng ép xung và theo dõi thông số của card đồ họa. Nó được phát triển bởi một người có biệt danh là Unwinder ở Nga. Thế nhưng có một tin buồn là hồi đầu tháng 1 2023 trên diễn đàn Guru 3D, Unwinder cho biết công cụ này sẽ sớm bị ngừng phát triển. Anh cho biết nguyên nhân là vì tình hình chiến tranh và chính trị rối ren giữa Nga và Ukraine ở thời điểm hiện tại. Phía MSI cũng đã lên tiếng xác nhận vấn đề này. Họ cho biết khoản tiền trả cho Unwinder đã bị hoãn lại do tình hình căng thẳng giữa hai nước đang tiếp diễn. Thế nhưng MSI nói rằng họ vẫn sẽ hoàn toàn muốn tiếp tục phát triển cho công cụ này và họ cũng đang thực hiện một giải pháp. Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Với công nghệ xếp chồng bộ nhớ 3D V-Cache thì Ryzen 7000X 3D Series dự là sẽ xoán ngôi luôn cả những con chip gaming tốt nhất từ tay Intel. AMD vừa mới công bố dòng vi xử lý Ryzen 7000X 3D Gen 4 được trang bị công nghệ xếp chồng bộ nhớ đệm 3D Vertical Cache. Với những con chip này, AMD đặt mục tiêu chiếm lấy ngôi vị CPU gaming mạnh nhất thế giới từ tay Intel. Đội đỏ cho biết họ đã có trong tay át chủ bài có thể bỏ xa Intel Core i9-13900K về mặt hiệu năng gaming và nó xa tới mức đủ để cạnh tranh với Core i9-13900KS là đằng khác nữa. 7000X 3D Gen 4 series bao gồm Ryzen 7 7800X 3D 8x16 luôn, Ryzen 9 7900X 3D 12x24 luôn và con chip đầu bảng Ryzen 9 7950X 3D 16x32 luôn. Về mặt hiệu năng, AMD cho biết 7800X 3D sẽ mạnh hơn 5800X 3D từ 21% cho tới 30%. Ngoài ra, AMD tuyên bố 7950X 3D sẽ đánh bại Core i9-13900K về mặt hiệu năng gaming với cách biệt từ 13% cho tới 24%. Trong những tác vụ đòi hỏi phải xử lý lượng lớn dữ liệu, chẳng hạn như là nén file và trong DaVinci Resolve, 7950X 3D mạnh hơn cả Core i9-13900K từ 24% cho đến 52%. Được biết thì vi xử lý Ryzen 7000X 3D sẽ tương thích với hầu hết các bo mạch chủ ARM5 hiện tại và một số bo mạch chủ sẽ phải cập nhật BIOS trước khi gắn CPU này. Khéo tay hay mò thì một modder đã thay một chiếc siêu xe bằng xe đẩy hàng trong tựa game Assetto Corsa. Assetto Corsa là một tựa game mô phỏng đua siêu xe đến từ hãng Kunos Simulation. Và nhờ sự tận tâm của modder người Nhật tên là Takeyo, thư viện siêu xe của Assetto Corsa đã có thêm một số phương tiện vô cùng độc lạ. Ví dụ có thể kể đến như là xe ba bánh này, xe trượt tuyết của ông già Noel hoặc thậm chí mới đây nhất là một chiếc xe đẩy hàng mà bạn có thể bắt gặp ở siêu thị, nhà máy, vân vân và mây mây. Thực chất, Takeyo đã tạo ra rất nhiều bản mod cho Assetto Corsa trong vòng nửa năm qua. Đương nhiên là Takeyo vẫn có làm các bản mod về xe thiệt, nhưng mà nó không thể nào ấn tượng bằng hình ảnh một tay đua nằm dài trong một chiếc xe đẩy hàng và đua xe bằng cách dùng hai tay đẩy mặt đường được. Điểm benchmark hiệu năng của những con GPU mới từ nhà AMD lẫn Nvidia như là RTX 4070, 4060 hay là 4050, hay là bên AMD có những con 7700S đã bị lộ trong cơ sở dữ liệu của Geekbench 5.
Mới đây, hiệu năng của những con GPU laptop Nvidia RTX 4070, 4060, 4050 và AMD Radeon RX 7700S đã bị lộ trong bài test Geekbench 5 OpenCL. Tuy nhiên, do chúng được trang bị trên những chiếc laptop khác nhau nên không rõ là TGP của mỗi cái chính xác là bao nhiêu đó các bạn. Đó chưa kể là hệ thống tản nhiệt của mỗi chiếc laptop cũng được thiết kế khác nhau nữa. Chính vì thế nên những số liệu ở đây mà các bạn xem chỉ là tham khảo là chính nha. Nhìn sơ qua có thể thấy là RX 7700S là GPU có hiệu năng thấp nhất, thậm chí còn thua cả RTX 4050 cơ. Cụ thể ở đây thì RTX 4070 và 4060 lẫn 4050 lần lượt sẽ mạnh hơn 40%, 25% và 4% so với đối thủ nhà AMD. Hiện tại đã có một vài hãng laptop để giới thiệu những mẫu mã đã được trang bị những con GPU mới nhất của Nvidia và AMD này. Chúng ta cùng chờ xem liệu những chiếc laptop trang bị GPU AMD và Nvidia có kịp ra mắt đúng hẹn trong năm nay tại Việt Nam hay không nha. Intel đã có những con CPU Gen 13 rồi các bạn ạ, nhưng mà khó tin rằng những con CPU Gen 12 như là Core i9-12900K lại tăng giá lên tới tận $59. Vừa qua, Intel đã âm thầm tăng giá bán CPU Intel thế hệ 12 khoảng 10%. Thật ra thì chuyện này cũng không bất ngờ cho lắm, do hồi tháng 6/2022 Intel đã từng thông báo là họ đã tăng giá bán lẻ khuyến nghị của những vị xử lý này rồi. Mỗi phân khúc CPU sẽ tăng giá khác nhau, chẳng hạn như chúng ta có 10900K sẽ tăng tới $59, cho nên giá bán lẻ của nó bây giờ lên tới tận $648, còn mắc hơn cả giá bán lẻ $589 của Core i9-13900K nữa. Ngược lại, Core i3-12100 chỉ tăng có $12 mà thôi, cho nên giá mới của nó sẽ là $134, ngang tầm Core i3-13100. Quái lạ thiệt. Với tình hình hiện tại, những con chip CPU Intel thế hệ 13 đều có giá rẻ hơn hoặc bằng thế hệ 12. Không rõ là Intel sẽ bán những con chip thế hệ 12 kia như thế nào, nhất là khi cả hai thế hệ đều xài chung một socket. Không rõ là quyết định này của Intel có làm ảnh hưởng tới giá bán lẻ tại các cửa hàng máy tính hay không, do có khả năng là những cửa hàng này chỉ bán hết CPU Intel Core i thế hệ 12 còn tồn trong kho rồi thôi, chứ không còn nhập thêm hàng mới về để làm chi các bạn ạ. Từ gameplay cho tới đồ họa của một tựa game rất quen thuộc với các bạn, Goose Goose Duck. Nó rất là giống so với Among Us, nhưng tựa game này dần thành công hơn so với tựa game cùng thể loại kia các bạn ạ. Khoảng một tháng trước, tựa game thử thách nói dối Goose Goose Duck đã bùng nổ trên bảng xếp hạng những tựa game được chơi nhiều nhất trên Steam. Nguyên nhân là do Kim Tae-hyun, một thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã chơi Goose Goose Duck, và cũng chính điều này đã giúp cho tựa game này đạt được số lượng người chơi đồng thời lên đến 563.677 người. Con số này đã đánh bại kỷ lục khoảng hơn 100.000 người chơi đồng thời của Among Us. Goose Goose Duck còn có được sự nổi tiếng nhờ vào công sức không hề nhỏ các streamer Hàn Quốc. Tuy công sức đó chẳng thể nào so sánh được với những màn chơi của Kim Tae-hyun, nhưng mà phải thừa nhận rằng tựa game này có được tiếng tăm như ngày hôm nay là một phần nhờ vào những streamer tâm huyết này, và cũng như cả K-pop nữa. Idol đúng là giá trị thiệt mà. Mới Tết vô mà có quá trời những thông tin mà khiến cho mình cảm thấy rất là quan tâm luôn. Các bạn quan tâm về thông tin nào? Đối với mình thì mình thấy những con 7000 series mới của AMD sử dụng 3DV Cache rất là hứa hẹn đi chứ. Chắc là chúng ta sẽ có những con CPU chơi game rất là ngon trong tầm giá của chính nó, và cũng như là sẽ tạo được thêm sự cạnh tranh để giúp cho Intel ra những con CPU ngon hơn. Bên cạnh đó thì mình cũng có chơi từ game Goose Goose Duck, và cũng như là anh em nào có chơi từ game này có thể kết bạn với mình trên Steam, và cũng như là anh em có thể chơi với nhau qua những số livestream của mình ha. Kênh của mình là Bình Bè. Và cũng đừng quên, nếu video này đem tới cho các bạn những thông tin nào đó hữu ích thì hãy để lại một like, một share và subscribe, cũng là sự ghi nhận cho công sức của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Năm mới nhiều sức khỏe cũng như là nhiều tiền nha các bạn nha. Peace.